Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại về được một nô âm ni cỏ để Tuyến quay luôn cho anh em, để giới thiệu với anh em, để anh em có thể là chọn những con âm ni nói chung là vừa cửa tiền để anh em chơi Tết đấy, nghe nhạc vàng. Những dòng này thì tuy nó là hàng vừa tiền thôi nhưng mà tiếng của nó rất là hay, cùng có các model như Pioneer, Denon, Sony, Sansui, Chio, Victor. Đấy. Ở đây rất là nhiều Yamaha, Mazang. Nha. Đấy, toàn bộ hàng của Tuyến về rất là nhiều nên là anh em có thể chọn cho mình một con âm ni vừa ý. Giá không quá đắt. Đấy, anh em cứ nhìn kỹ nô này là Tuyến sẽ dọn vệ sinh sau và Tuyến sẽ báo giá cho anh em từng chi tiết, trong tầm giá từ hơn 1 triệu cho đến 4-5 triệu. Đấy, gồm các mã model rất là nhiều. Chỗ này là Tuyến chưa về hết, nhưng mà Tuyến cứ làm một video này để giới thiệu cho anh em, để anh em xem có thể là lựa chọn cho mình những con âm ni hợp lý. Đấy, hàng của Tuyến về này rất là nhiều, gần 200 con, nên là thoải mái anh em chọn. Đây thì hôm nay mới về được bằng này nên là Tuyến quay luôn cho anh em để anh em xem. Đấy, còn nô hàng của Tuyến còn đang về rất là nhiều. Đấy, gồm có các model nhé, anh em sẽ thoải mái lựa chọn cho mình nhé. Đấy, anh em nhìn ở đây thì hàng có 100% là chưa vệ sinh. Đây, như con này cũng rất là VIP này, con đờn ông PMA 390 Mark 3 này, mặt vàng chanh này, tuyệt đẹp này, con này rất là đẹp. Đấy, gồm và những cái con dòng vỏ gỗ như Pioneer vỏ gỗ hay là Sony này cũng rất là đẹp này, trưng bày mà nghe rất là hay này, âm đi đài. Đấy, và những cái con hàng khủng Victor XD7 này, tiếng quá là chất luôn này. Anh em nếu mà chọn mà đánh những con này thì nó có ghép được rất là nhiều dòng loa này. Đấy, ở đây thì rất là nhiều. Đây, những cái âm ni Pioneer dòng vỏ gỗ, dòng âm ni đài này, nghe ghép những loa toàn giải thì chấm hết luôn này. Các bác nhanh tay sở hữu cho mình một con nào để vừa túi tiền. Đấy. Đấy, hàng này là 100% là hàng bãi nhé. Hàng bãi về là Tuyến là Tuyến chưa dọn một con nào nhé. Đây kìa, kể cả Pioneer 6800 mắc đôi này. Đấy, cái này là bên em sẽ lau chùi dọn dẹp là đẹp keng hết nhé. Toàn bộ là sẽ hàng đẹp. Đây, Pioneer SA 8800 này. Có cả tuner này. Đấy, ở đây có NOD. Những dòng này phối ghép với lại những cái loa cổ đánh rất là hay. Này, các bác nhanh tay sở hữu cho mình những cái con âm ni. Đấy, và những dòng Sansui, Pioneer rất là nhiều. Nhiều những mã rất là đẹp. Và hôm nay em chỉ quay em giới thiệu cho các bác thôi. Còn khi nào về hết thì em sẽ quay tiếp cho các bác để các bác sẽ xem thêm. Nhiều những con âm ni nó vừa túi tiền cho các bác để các bác chơi những cái đôi loa bookshelf. Hoặc là những cái đôi, những dòng ở đây thì có thể nhiều con đánh những cái dòng bass 30, 40. Đấy. Những dòng này thì hạng nặng vừa và những hạng loa toàn giải đánh rất là, những dòng này mà đánh tiếng rất là hay. Đấy, ở đây em rề rì rất là nhiều hàng nên là các bác cứ yên tâm điện cho em hoặc là nhắn tin cho em. Rồi, em vâng, xin dừng video tại đây. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo Nguyễn Tuyến, số điện thoại 0917838969. Em sẽ phục vụ các bác. Vâng.